ok. Rồi rồi rồi, ok ok. Chị mình đợi xíu nha. Anh chúc ba em đúng nha. Đây em mới lên. Rồi ok. Nè Mỹ, sao không ăn đi mà cứ mua đồ online vậy? Còn tiền ở đâu mà mua? À, mà mọi người có nghe đến mấy cái công ty mà giúp cho mình phỏng vấn xin được việc không? Chưa nghe. Chưa hả? Ừ. Em cũng mới biết luôn á. Nhưng mà cô thấy cũng hay ghê nè. Sẽ dạy cho mình nha cái cách làm sao mà mình phỏng vấn á, cho mình đậu nè ha. Xong rồi sẽ giới thiệu việc làm ngắn hạn cho mình nè. Rồi còn giới thiệu mình cho mấy cái công ty nữa. Giờ em xài em cũng không có việc làm nữa. Em cũng gớt à. Mất này. Anh nói thiệt chứ bộ. Ủa? Thì anh cũng vậy thôi mà anh đi nói người ta. Em đừng có đụng tới cuộc sống cá nhân của anh nha. Anh cũng đừng có đụng tới cuộc sống cá nhân của em. Không phải anh không có việc làm nha, mà anh không muốn có việc làm thôi. Trời ơi, có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy hả? Cô Liễu, anh quốc phá anh cứ chồng điên ở ngoài mà cô Liễu, đánh lắm nha cô Liễu. Vừa cô kịp nói vừa cô Liễu. Cảm ơn cô Liễu. À, cô có vài vé đi bơi miễn phí đó. Có đứa nào muốn lấy không? Ở đâu cô? Ở gần đây thôi. Cô được tặng vài vé. À, mỗi vé được bơi miễn phí đến một tuần lận. Yeah, chào con em, con thích thiệu bơi lắm á cô Liễu ơi. Nghe miễn phí là thương tướp, thương tướp à. Được, đứa nào muốn lấy á, lát nữa vô phòng cô nha. Dạ. Cảm ơn cô Liễu. Ủa, mà anh Julian, sao anh không xin vé cô Liễu, anh không thích đi bơi hả? À, hồi sáng gặp cô Liễu cho anh vé à. Gì vậy? Chi? À, lát nữa ăn xong nhớ rửa chén cho cẩn thận đó nha. Dạ. Yeah. Nhìn anh cũng có cơ bắp quá hả? Chứ sao? Em biết đây là thời đại của những người đàn ông săn chắc như anh à. Ồ, cái đó gọi là cơ bắp săn chắc hả? Đúng vậy. Wow, nghe cái tiếng là thấy săn chắc lắm á. Wow. Em có thấy không? Hai người phụ nữ nãy như muốn ăn tươi nước sống luôn vậy. Không những con gái áo sắc quá. Ăn tươi nước sống. Hey. Wow, săn chắc ghê á. Mọi người cũng phải đậu nha. Mọi người đàn ông trai là phải cơ bắp dày nè, tướng nè, đẹp quá đẹp rồi. Ai như ông kia bụng bao quá trời, nhìn chán vậy. Nè, khởi động đi. Khởi động. Khởi động thôi. Trời ơi, đi ra qua đây khởi động, mai qua đây khởi động. Sao? Giờ làm động tác sao? Thôi. Giờ làm động tác sao? Hai người khởi động đi. Trời ơi, anh Quốc nè. Rồi động tác gì nữa anh Julian ơi, động tác tiếp theo. Có cái gì đâu mà nhìn dữ vậy? Có động tác mà vô cơ bụng không anh Julian? Có động... Ta. Khỏi đi, khỏi đi, khỏi động gì? Coi luôn đi. Gì vậy, đang khởi động mà. Xuống bơi đi. Wow, chuyên nghiệp quá. Ôi, bơi như vậy mới gọi là bơi chứ, bơi đẹp quá anh Julian ơi. Có gì đâu mà đẹp. Anh cũng biết bơi nè. Đâu? Ôi, tẩm. Trời ơi, bơi kiểu gì vậy? Bơi gì vậy? Ủa này bơi chó mà. Bơi gì cũng bị đập bơi nữa hả? Wow, bơi đẹp quá. Giỏi quá anh Julian ơi. Bơi đẹp quá. Ôi, bơi giỏi quá hả anh Julian ơi. Đẹp quá ha. Trời ơi, tướng anh Julian bơi kìa. Bơi vậy là khó lắm luôn á. Ôi, đi xuống bơi đi, đi xuống bơi đi. Anh đi cẩn thận Julian ơi, quẹo đi, quẹo đi. Ôi. Julian, để em xuống bơi nha. Vậy đúng rồi đó, mình cứ đập đều thôi nha. Dạ. Yeah. Ừ, đúng rồi đó. Mi em đi. Mi. Hả? Có cần anh dạy thêm cho em không? À, dạ thôi, anh bơi đi. Mai. Hả? Ra đây anh dạy cho nè.
Thôi, đã anh Julian dạy em được rồi. Đây nha. Rồi, được rồi, tốt rồi dạ. Đó. Rồi, giờ mình tập tay nha. Dạ. Tay. Tay. Mình sẽ quạt tay phải trước. Rồi. Một. Nam cung với nhau nè. Một. Hai. Hai. Xuống. Ba. Ba. Bốn. Bốn. Năm. Trời. Đau không? Hồi hơi giết, máu quá à, Julian ơi. Rồi, giờ hai người cứ coi em bơi nha. Dạ. Rồi, mình bắt đầu. Chân vừa đập, tay 1, 2, 3, 4, 5, thành thế nha. Ôi. Bơi một phát là qua tới kia luôn á. Vy, Vy, Mai, coi anh bơi nè. Bơi chó mà cũng thể hiện nữa. Dơ. Cà phê thơm quá. Nè hai đứa, lát nữa đi bơi không? Hôm qua đi bơi vậy xong đã ghê luôn á. Để chiều nay đi đi. Tại vì tí nữa em cũng qua bên trường rồi, chiều đi. Ừ. Nhưng mà như hôm qua đã hứa, anh sẽ chỉ tụi em cách bơi chó chiều nay. Nghe bơi chó nó hơi thô thiển thôi, nhưng mà thật ra rất là dễ áp dụng đúng không? À, thật ra em cũng thích bơi kiểu người hơn. Em cũng vậy nữa, bơi ngửa nhìn đẹp hơn. Wow, mùi cà phê đâu mà thơm quá vậy? Nè, anh tôi lên uống đi. Bây giờ em chưa uống đâu, ngửi hay à, thơm lắm á. Cà phê để thưởng thức. Rồi, đừng lốt. Thơm ngon. Rất ngon luôn á. Anh Julian, chiều nay tụi em đi bơi á, anh cũng đi luôn đi, anh chỉ cho tụi em bơi ngửa nha. À, ok, mà My á, hình như là em chỉ cần tập hôm nay nữa thôi là em sẽ biết bơi rồi đó. Thiệt không anh? Thiệt. Yeah. Chỉ cho em rồi thôi. Ok luôn. Cảm ơn Julian. Ê quá, ông tập bơi luôn đi. À. Bơi ngửa là có thể vừa ngắm sao trên trời nè, mà vừa có thể nổi trên mặt nước. Đúng rồi, bơi ngửa ngầu lắm á, ngầu giống như anh Julian gì đó. Rồi, từ năm 4 tuổi tôi đã tự bơi vòng vòng ra ngoài biển rồi. Cần gì bơi ngửa? Bơi chó. Bơi ngửa mất mỹ quan đô thị. Ngầu đi. Thế bơi ngửa ngầu mà. Nhưng mà bơi ngửa lên là rất là mất mỹ quan đô thị mọi người. Hiểu không? Bơi chó rất kín đáo và dễ thương. Tôi vẫn giữ quan điểm là bơi chó rất là đẹp. Đừng có mà đặt mà dụ tôi. Rồi, mi vô tư thế nè. Hồi hộp quá anh Julian ơi. Dạ. Chuẩn bị nha. Rồi, chuẩn bị. Được rồi, Mai tới. Rồi, tư thế. Rồi, ok, được rồi đó. Mai cũng hay quá à, Mai ơi. Ok. Em bơi được lên nè. Hay quá à. Ok, đó nhanh đi, quất quất. Quất ra đi. Cái ông nè. Ai cần không? Không có mượn. Rồi, Mi, anh tới đây. Nè Mai, để em chỉ cho em bơi cái này lúc này. Thôi để em bơi chút chung chung được không? Đừng dạy đi em ơi. Hả? Ok, đợi xíu. Anh ơi, chị em bơi, chị em bơi. Ok. Rồi, ok. Chị em đợi xíu nha. Anh chú bơi em cho đúng nha. Để em bơi thôi. Ok. Nhưng bây giờ nhớ con Henrik dữ vậy ta. Henrik ơi. Ê quá. Đã, để đem cái nước nha. Thôi khỏi. Cảm ơn. Đúng rồi. Lạc cái tay nha, đúng rồi. Ok. Mi là tốt rồi đó. Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh. Ừ. Hôm nay vậy xong ha. Dạ. Thì hẹn ngày mai nha. Dạ rồi, gặp mặt lại. Ok. Cảm ơn anh. Em biết rồi. Thích ghê á. Dạ, em có biết rồi. Em chỉ bị đuối nước rồi bà sao á. Em chết quá. Xuống, xuống. Anh Julian,
rồi, phải quạt nhanh lên. Ngẩng cao đầu lên nè. Đúng rồi, các tưởng tượng mình giống như là Hendrix vậy đó thì mới bơi chó được nha. Có lè lưỡi ra không? Khi mà em bơi em mà khát nước thì cứ lè lưỡi ra mình uống nước luôn, hiểu không? Đúng rồi, quạt nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Julian à. Hả? Sao ông chậm quá vậy? Nhanh hơn hả? Ông là con trai mà còn không bằng hai người phụ nữ nữa kìa. Nhanh lên nào. Trái phải. Hả? Giống như tập thể dục vậy nè. Gì đó, mà khỏe không? Mọi người thấy khỏe không? Mỏi tay hả? Đói chưa? Đói. Vậy bây giờ mình hãy về ăn thịt nướng thôi. Thịt nướng. Lên nào. Đúng rồi. Nhớ những gì hôm nay anh dạy nha. Nhiều quá. Ông mới lại dọn dẹp mấy cái này đi. Rồi, rồi lên sau nha. Phụ mọi người nha. Cảm ơn ông nhiều.